ngộ quá, cái gu gì ngộ quá ha. Cái gu nó phải đàn bà phải đưa cái cây hít vô hít ngộ quá ha. Ôi ôi, thì 49 gặp 50 má anh cũng phái vậy lắm. Ôi kìa, cái tài. Ôi nghe mà hít, ông hít gì bà phê hả? Bà phê giống cái gì? Sướng gì mà sướng, biến thái khó sướng. Nó nghe nè, mấy bà làm vui vẻ chút xíu chồng nước này là mấy bà trả đó, hai chồng trả đó. Sao em được không? Trả nước là bình thường đó em ha, chuyên nhỏ anh bời cỏ. Chứ trời ơi, bà gái làm chơi mà. Chuyên nhỏ. Thôi gái làm chơi gì cũng phải công bằng thế vợ. Công bằng gì trời ơi, ông cũng phá đó mà. Bỏ số ra bóc rồi chứ ai mà chơi tự nhiên rảnh bóc bóc cũng sợ bình thường. Ôi mình là gái làm chơi mà. Anh xui vậy không sao. Chúng mà chờ chơi, chúng mà chờ cho. Sáng này thấy cũng tươi mà đấu thua phải không? Này. Sáng này hên rồi mà sợ gì. Thôi thì có chuyện của tôi, mình cũng nói tôi. Ông Long nói vợ ông đi nói chung là cái gì. Tôi với ông vẫn còn. Tự. Anh chúc cho vợ may mắn là được đúng không? Em chẳng lẽ em nhường thiệt luôn hả thử? Thì anh thích là chú chịu. Trời ơi. Ôi trời. Bây giờ mà ông nghĩ là giờ mình kéo ông quà không kéo nó được hạnh phúc đâu. Kéo ông chơi cho ông thích thì ông chịu, cho ông chơi thoải mái đi. Em anh để biết cái tánh anh... nết em mà, em dễ gì em thua, em nhường ta. Để chờ là hạnh phúc của em kìa. Đấy. Tôi cho ông chơi thì nào ông chơi ngán chán không quay lại tôi vậy. Em cũng chịu luôn hả? Chứ sao? Ngon rồi, cũng chịu nữa. Trời ơi. Dạ kiểu nổi cái gì nghe đó hả chồng mà anh ơi anh tắt cái hộp gà xíu đem nói chuyện với anh xíu. Dạ anh bán hộp gà nướng hả? Bao nhiêu hộp quả anh? 6,000 quả hả? Anh tên gì? Anh Tuấn hả? Bán cho em anh có bao nhiêu quả ở đây? 7 quả nha. Anh Tuấn ơi. Có gia đình chưa? Anh có gia đình chưa? Đúng có rồi, anh nhìn mai chị cha anh nè, chị này cũng phải anh không? Hả? Anh Tuấn ơi, cái gì anh về bán phụ với anh nha. Hả? Nha anh Tuấn. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Cái đặt tay trái của họ. Cái bắt lo nha. Thấy bà này ổng xứng đó mà. Nè mẹ con ổng thôi. Thì bóc túi trả tiền cho ổng cũng đi. Bóc túi trả luôn đi mà. Có 7 trứng à, trả luôn hết luôn đi. Trứng như vậy? 76,000 à, 42,000 à. Trả luôn cho chị. Để em bị bà này súng à. Muốn ăn uống trái. Muốn ăn uống giờ trái. Đó, thấy không đó. Đó. Chứ mà ông còn làm vậy ông phái nữa hả? Anh hết phụ nữ vậy đó. Thôi thôi, khu này mặn quá vậy trời. Khu gì kỳ vậy trời. Bán đêm về của anh, bán hàng của người khác cũng được. Vậy á được. Chị họ tay với túi chưa? Em chỉ nói chị là bà lăn lòn. Đó có chị ngồi dưới dòng mà đi bỏ ra. Đó có chị ra chị bán phụ ảnh mà, em ra bán phụ ảnh nè. Nhưng mà anh thích, anh cho em thoải mái. Chỉ sao nói về em ok với anh là được. Trong chúng trong cả hầu hòa thì được. Có nghe nè, nếu mà lấy vợ thì em chịu không? Chịu. Hả? Chịu quá đó. Ủa sao kỳ vậy? Anh sống theo tay mà. Trời ơi. Vợ anh cũng nói rồi, cho anh đi thoải mái tối vậy với em là được. Anh cũng cho vợ anh đi thoải mái gì đó. Đúng vợ. Em thích thoải mái. Tay mà. Ờ, anh muốn đi về nào anh về, anh về. Em cũng đâu có gọi điện thoại. Mà ta thì mắc hả vợ? Không, em không gọi điện thoại đâu. Em muốn đi về nào anh về, anh về kìa. Kìa giấy số vô kìa. Nhớ này nè, nhớ này nè, mua lắm. Để số, kiếm đúng người rồi đó. Nè, chị qua đây. 44 kìa. 44 má, 484 thôi trời. Ơi ghê vậy má. Cái khúc này trả tiền này là khúc quan trọng nhất nè. Trời ơi. Thấy chưa? Thấy chồng chưa? Má là lặng ghê không? Đó tiền. Thì mà có tiền nấy đó nha. Số đẹp. Trời ơi. Cảm ơn tôi hả? Để tự thích mùi với số á. Trúng số cái là bắt đầu nó trở lại với danh liền thiệt. Bà trúng số bà mua lại danh đấu giá lại. Lúc nào cũng bỏ mấy chục ngàn trong đó thôi. Có tài 500 á chị Trang. Cao lắm là 60.
Ôi ủi. Em. Ôi ủi. Em. Đó. Đưa cho mẹ đi. Mẹ lấy con nè. Dạ. Anh nó đen cười nha. Anh nó đen cười kìa. Anh nó đen kìa. Quay phía anh nó đen kìa. Anh nó kìa. Giật lấy luôn rồi. Rồi chết rồi. Rồi bả đi luôn rồi cô ơi. Con không biết bả là ai luôn đó nha. Con không biết đâu. Cô thì tự đi tìm đi. Rồi đi luôn rồi chết rồi. Đó là bả sợ rồi. Bả sợ bả chạy kiếm rồi. Rồi mất 500 ngàn thối tiền con đi cô. Cô dẫn lại đi, cô dẫn lại đi. Quay lại đi giờ. Ủa thôi tiền chưa? Có ngày bà sẽ trúng, không biết trúng cái gì thôi. Hai số đầu hay là hai số đuôi. Nếu mà bà mua cái số mà bà trúng đặc biệt, bà mua nhà bà có rước anh Danh về không? Còn mắm nêm với tương luôn nha. Cô lấy cho con mắm nêm với tương luôn cô. 5 cuốn là 35 ngàn. 7 cuốn, 7 lần 7, 4, 9 là 50 ngàn. Cô cái này cô tự làm hay sao cô? Tự làm hả? Hay quá vậy cô. Cô ơi, quê cô có bị bão không cô? Quê cô bị bão, cô Sài Gòn. Nè, chú còn cái số không? Chú còn nhiều không? Rồi, lụm cho cha mày vừa bán vé số á, ghê không? Không quê không bán, hồi nãy mời không mua, không quê không bán luôn. Không chị, đâu chị đâu có chị. Trời cho ai rồi. Mà chú ha, nhà muốn xem là 7 chỗ cho người lái. Nhà muốn cho bà chú má đi. Lái đi đâu đi chơi nữa. Đi chùa đi du lịch. Không lái xe hơi nè. Hả? Không lái xe hơi nè. Thôi thôi thôi, mình nói tiếng mà bằng lái xe hơi bằng cuốn bánh cũng được. Mà bây giờ em không có xe hơi, em không có bằng lái mà em có chết bo được không? Có có mà còn có bánh bò mà thiệt có bạn bệnh không đi làm bánh bò đi đi làm lẹ mà 500 ngàn à nó tự làm tuần lễ rồi tới à tại vì bây giờ nó làm online biết không nó ngồi nó nhập online cho mình không tuần lễ à tầng lễ à muốn dần muốn cậu làm 500 tầng lễ à chơi chơi bạn nó còn chiều lắm có Campuchia thiệt đi Campuchia chơi vui má kìa nó ngủ chị đi Campuchia kìa vậy nó ngủ chị đi Campuchia chị đi không cái này giờ đi cũng rẻ Campuchia nguy hiểm đi
Có người thân người quen bển kìa. Ai ăn ăn này. Của anh mà đang kêu đi ra gì đó. Cái này có đâu? Đi Nguyên Nhơn. Chúc ngoại mua mai ăn đắt nha ngoại ơi. Rồi mời mọi người ăn gỏi cuốn đi, hơn chừng không ăn hột gà. Nếu mà ngon kiếm cô ở đâu cô? Kiếm cô vòng vòng ha.